Hoàng Nga rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình chia sẻ kỳ này. Thưa quý vị, trong cuộc sống của mỗi con người thì luôn tồn tại mối quan hệ tình yêu, tình bạn. Tuy nhiên là không ít người vẫn đang thắc mắc về mối quan hệ thân thiết giữa những người khác giới với nhau. Nhiều người đã bàn luận về việc là liệu có tồn tại tình bạn trong sáng giữa nam và nữ hay không. Có người cho rằng trong cái gọi là tình bạn khác giới, thực ra là một bên phải đang che giấu đi tình cảm thực sự của mình, chỉ là ngụy trang bằng biểu hiện mơ hồ. Thưa quý vị, chuyên gia tư vấn tâm lý tiến sĩ Thiết Thị Mai sẽ chia sẻ cùng với chúng ta về nội dung trên trong chương trình hôm nay, có chủ đề là có hay không tình bạn khác giới thân thiết trong sáng. Hoàng Nga xin chào cô Mai ạ. Vâng, chào Hoàng Nga và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Trước khi đi vào chương trình thì Hoàng Nga mời cô Mai cũng như quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Cuộc sống ngày càng hiện đại và cởi mở, mọi người, mọi giới đều có cùng môi trường học tập và giải trí. Vì vậy, cũng là một lẽ tự nhiên khi một người nam và một người nữ trở thành bạn bè thân tình của nhau. Trong vài trường hợp khá phổ biến, sự gắn kết thường xuyên và hợp ý còn đưa mối quan hệ giữa hai người khác giới một cách tự nhiên ở họ, dường như không còn rào cản về mặt giới tính mà sẽ ứng xử với nhau theo cách của những người bạn thân thiết. Theo các chuyên gia tâm lý, tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai người hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích, có chung quan điểm sống. Tình bạn thân là tình cảm mà mọi điều đều sâu sắc hơn một tình bạn thông thường. Tình bạn thân là khi mỗi bên đều hiểu và đồng cảm với nhau, là sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, là sự chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau. Tình bạn thân còn mang đặc điểm là có sự hỗ trợ và nâng đỡ nhau, cùng chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn hay những băn khoăn lo lắng. Một người nam và một người nữ có thể là bạn tốt của nhau. Giữa hai bạn khác giới thường có một khoảng cách, sự thân mật về mặt cơ thể giới hạn hơn là giữa hai bạn cùng giới. Trong một số trường hợp, tình bạn khác giới có thể chuyển thành tình yêu, song không phải là tất cả đều như vậy. Tuy nhiên, chúng ta cần tránh ngộ nhận tình bạn khác giới là tình yêu, cho dù rất thân nhau và không nên vô tình hay có chủ ý gán ghép lẫn nhau trong quan hệ với bạn bè khác giới. Vâng, thưa cô Mai, có rất là nhiều người thắc mắc là không biết là có hay không tình bạn khác giới thân thiết, hay đó chỉ là cái vỏ bọc cho chuyện tình cảm không bao giờ đến được với nhau, như kiểu là người ta hay gọi là hồng nhan tri kỷ ạ. Vậy thì theo cô Mai thì liệu là có tình bạn khác giới mà trong sáng thân thiết hay không ạ? Nếu vấn đề ở đây là gì? Nếu chúng ta đặt vấn đề là có hay không tình bạn khác giới đàng hoàng, nghiêm chỉnh, tôi nói là có. Yeah. Tất cả trong chúng ta ở đây đều có. Chắc là quý vị khán giả đang theo dõi màn ảnh nhỏ cũng thấy là ai trong chúng ta cũng có những người bạn từ thời thanh mai trúc mã, từ khi lớp cấp 1 có bạn học hồi tiểu học, rồi cấp 2, cấp 3 tới thời đại học, và tới khi ra trường đi làm, bây giờ họ vẫn thân với nhau. Mặc kệ là họ đã có bao nhiêu đứa con, có bao nhiêu cái đời sống như thế nào thì không biết, nhưng mà họ vẫn là những cái đôi bạn và họ vẫn rất thân thiết với nhau, nhưng chỉ là bạn thôi. Thì tôi khẳng định rằng là Hoàng Nga chắc cũng có chứ ạ. Và bản thân chúng tôi cũng có những người bạn học từ thời cấp 2, bây giờ vẫn là bạn thôi. Cho nên rằng là tôi nghĩ rằng đã có tình bạn cùng giới thì phải có tình bạn khác giới. Và tại sao người ta không đặt vấn đề tình bạn cùng giới thì như thế nào và tình bạn khác giới thì như thế nào? Hay nghĩ rằng là một người nam với một người nữ gặp nhau chắc là có vấn đề gì. Thì đấy là một cái thói quen hay nghĩ là như thế. Tôi cứ nhớ mãi là cái thời của chúng tôi thì đi học á, là bạn nam bạn nữ không có chụp ảnh chung với nhau bao giờ. Ngoại trừ cuối năm thì chụp cái hình bé bé cả lớp thôi. Còn không có cái hình mà chụp chung. Thế thì ngay từ đó người ta đã quy định rõ ràng là nam nữ là không có lại gần nhau. Thế hệ là lúc đó là như thế. Nhưng bây giờ thì các cháu thoải mái. Ngay từ khi các cháu học tiểu học cho tới bây giờ là các cháu chụp chung với nhau là chuyện bình thường. Rồi lớn lên các cháu vẫn kết bạn với nhau là bình thường. Nhưng mà chỉ không bình thường ở cái chỗ là người ta không cho nó bình thường. Tức là có thể là người ta ngầm để ý đến nhau hoặc người ta có một cái tình riêng đó mà người ta không nói. Bề ngoài thì vẫn là bạn bè thôi, không có gì. Nhưng mà trong lòng làm sao ai biết mình nghĩ cái gì. Trên đấy lại là một vấn đề chúng ta cần phải chia sẻ với nhau.
Nhưng mà cũng có rất là nhiều cái ý kiến chia sẻ rằng là để mà giữ được tình bạn khác giới mà thực sự thân thiết, mà thực sự trong sáng thì không phải là dễ, đúng không cô? Cũng rất là khó, đúng không ạ? Nó cũng không khó đâu. Tại vì bây giờ Hoàng Nga thấy rằng đi đâu chúng ta đều khẳng định là chúng ta là người đã có gia đình. Vậy nếu chúng ta gặp đồng nghiệp hoặc là gặp một cái mối quan hệ xã hội ở bên ngoài thì chúng ta đều khẳng định là gì ạ? Tôi là người có gia đình. Như vậy mọi mối quan hệ tôi dành cho cái người mà tôi gặp gỡ đều ở một cái gì ạ? Một cái vị trí là tôi là người có gia đình. Và dĩ nhiên cái người khác phái kia họ cũng vậy. Họ cũng là người có gia đình. Và chúng ta chỉ làm việc với nhau, quen biết nhau trên cái phương diện công việc. Hoặc là cũng có thể là lạ rồi thành quen. Nhưng mà họ cũng đều biết rằng cô ấy có gia đình và tôi cũng có gia đình. Thế thì chúng ta phải trước hết là phải khẳng định cái vị trí và chúng ta phải giữ cái chuẩn mực của cái giao tiếp. Nhưng mà có những cái trường hợp nào là mình vẫn xác định là bạn bè thôi, nhưng mà nó có những cái tình huống rất là dễ dẫn đến hiểu lầm, hoặc là đối phương mình hiểu lầm về cái tình ý của mình thì nó làm cho mất đi cái tình bạn trong sáng, đúng không ạ? Thực ra là người ta không hiểu lầm đâu, người ta hiểu đúng đấy. Tôi nói ví dụ như vậy, một bạn nam chở một người bạn khác giới đi công việc hoặc đi làm một cái điều gì đó, thế nhưng họ ngồi và họ ôm nhau như tình nhân, thì lúc đó Hoàng Nga bảo nếu người ta nhìn vào thì ta thấy làm sao? Không có bình thường. Dạ vâng. Dạ. Còn nó chỉ là một cái bìa sơ mi hoặc là một cái cặp hoặc là một cái giỏ thôi. Dạ. Người ta ngồi lên xe, người ta vẫn để đó. Và ta ngồi như vậy thì người khác nhìn vào ta thấy à, rõ ràng hai người này họ không phải là tình nhân. Ít nhất là nhìn về mặt hình thức, đúng không ạ? Thế thì cái chuẩn mực, tôi nói là chuẩn mực từ khoảng cách giao tiếp, chuẩn mực trong hành vi giao tiếp, chuẩn mực trong ngôn ngữ giao tiếp, chuẩn mực từ trong cái ánh mắt giao tiếp, nụ cười giao tiếp của hai người dành cho nhau. Cho nên người ta bảo là có thể giấu cái gì cũng được, nhưng hai người yêu nhau không giấu được. Vì vậy cho nên là những bạn mà ta độc thân, ta yêu nhau thì đương nhiên người ta nhìn nhau, người ta say đắm, người ta trao cho nhau những cái chiều mến rồi vân vân, và có những cái hành vi, những cái ngôn ngữ không lời mà chỉ có hai người hiểu thôi, thì đó là chuyện của người ta. Và cứ như vậy người ta say đắm nhau và cuối cùng là sao, ta nên vợ nên chồng. Còn cái này mình đã có vợ có chồng rồi, và thậm chí có hai bạn chưa phải có gia đình đâu, nhưng họ chỉ xem nhau là bạn thôi chứ không phải là người yêu, thì lúc đó người ta sẽ giữ gìn như thế nào? Đi uống cà phê ngồi chỗ nào, ngồi như thế nào, người ta nhìn vào ta thấy tình nhân hay là bạn bè chứ, đúng không ạ? Vấn đề quan trọng đó là chúng ta giữ cho mình, chúng ta ý thức được mình là ai và mình có coi cái mối quan hệ này là thân thiết trong sáng không, hay là chúng ta muốn vẹo vẹo, chúng ta muốn xin xin thì cái đó chuyện là chuyện của mình. Chứ đừng nói là người ta hiểu lầm. Thế thì đúng là có đôi khi mình sơ suất hoặc mình vô ý, nhưng khi mà có nghe tiếng nọ tiếng kia thì lập tức ta điều chỉnh ngay. Nhưng mà còn nếu như chúng ta nghe mà chúng ta bỏ qua, chúng ta vượt lên tất cả và chúng ta cứ làm theo ý mình, thì lúc đó lại bảo ta là nghĩ đen ngòm, nhưng mà thực ra mình có sáng đâu mà đen, đúng không ạ? Như vậy là rõ ràng là phải có những cái chuẩn mực riêng thì mới thực sự là giữ được cái tình bạn mà thực sự trong sáng, đúng không ạ? Thưa cô Mai, nếu như mà chúng ta có một người bạn khác giới mà thân thiết như vậy thì nó sẽ có những cái ảnh hưởng hoặc là như thế nào đối với đời sống gia đình, rồi đối với bạn đời của mình không ạ? Chúng ta đưa ra một cái ví dụ như thế này thôi. Bạn bè thì nó phải có một cái gọi là cái chuẩn mực trong giao tiếp. Trừ trường hợp đột xuất. Còn không ai gọi cho nhau 11 giờ đêm, 12 giờ đêm, 1 giờ sáng, 2 giờ sáng cả. Tại công việc đó không phải là như thế, đúng không ạ? Đó là cái điện thoại. Cũng không ai đang giữa giờ ăn lại có điện thoại gọi, hoặc là gặp gỡ những cái thời gian mà trong không gian giao tiếp hai người khác phái không cho phép. Thực ra chúng tôi có dạy về kỹ năng giao tiếp, cho nên tôi nhắc học viên là phải hết sức lưu ý. Kể cả một cuộc điện thoại thôi, nếu mình gọi trễ quá hoặc gọi đúng vào bữa ăn thì bao giờ cũng phải có câu xin lỗi đầu tiên. Lý do vì sao mà tôi gọi vào cái giờ này. Chứ nếu người bạn đời của mình nằm bên cạnh mà cứ thấy ủa bạn trong sáng lắm, nhưng mà cứ 1-2 giờ sáng gọi nhau làm sao? Sáng thức dậy chưa nói chuyện với vợ con thì đã nói chuyện với người bạn khác phái rồi. Thế thì đấy là những cái tôi gọi là chuẩn mực. Cái gì nó phải có cái gọi là cái quy chuẩn của nó. Ngay trong cái khoảng cách giao tiếp thôi. Chỉ có vợ chồng, cha mẹ với con cái x bằng 0. Chứ còn tất cả đều có khoảng cách giao tiếp. Người ta đã có những quy định như vậy. Làm sao mà hai người bạn khác phái thân thiết trong sáng mà ngồi cứ choàng tay nhau,
quàng vai qua nhau là bảo là thân thiết thì dạ, như vâng. thế không? Rồi có những cái hành vi cử chỉ nó không phù hợp thì như vậy rõ ràng là mình bảo ta đừng nghĩ sai, thực ra mình đang làm sai đấy. Rõ ràng là có những quy tắc ứng xử, có những cái khoảng cách nhất định để mà chúng ta có thể giữ được cái tình cảm trong sáng giữa hai người bạn khác phái với nhau, đúng không ạ? Và nhân chương trình hôm nay thì cô có lời khuyên nào dành cho quý vị khán giả để chúng ta có thể giữ được tình bạn trong sáng và chúng ta cũng luôn luôn giữ được mái ấm gia đình của mình ạ? Dạ, thực ra thì nó có hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là hai bạn độc thân, hai bạn khác giới, thân thiết, trong sáng, quý trọng nhau. Và cũng rất nhiều trường hợp đó là cuối cùng họ trở thành vợ chồng, bởi vì họ giữ được một cái tình cảm đẹp đẽ, trong sáng cho tới khi họ yêu nhau, họ chuyển sang tình yêu rồi họ kết hôn. Còn cái mà an toàn nhất và trong sáng nhất đó là hãy biến những người bạn riêng của mình thành bạn chung của gia đình. Như vậy tôi cũng có bạn khác phái thân thiết, anh cũng có bạn khác phái thân thiết, nhưng không còn là bạn riêng lẻ mà là bạn chung của gia đình. Đi đâu người ta cũng có thể có nhau, đi đâu người ta cũng có thể hợp tác với nhau trong công việc, làm ăn vân vân. Nhưng mọi cái nó đều trong chuẩn mực và sự minh bạch rõ ràng. Cho nên tôi luôn khẳng định rằng có hay không tình bạn khác giới? Có thân thiết trong sáng hay không? Có, với điều kiện chúng ta hãy tỉnh táo và giữ cho đúng chuẩn mực phép tắc giao tiếp. Xin cảm ơn cô Mai ạ. Thưa quý vị, nếu mà trong cuộc sống của chúng ta có một tình bạn thân thiết với người khác giới thì cũng cần phải biết chừng mực rõ ràng trong mối quan hệ với bản thân của mình. Với bên cạnh đó thì chúng ta tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa bản thân với người yêu, với người bạn đời của mình như cô Mai vừa chia sẻ. Ngoài ra thì cũng cần nhận thức rõ tầm quan trọng của mối quan hệ gia đình và người yêu, làm sao để chúng ta có thể hài hòa giữa các mối quan hệ này. Bởi mối quan hệ nào thì cũng phải có ranh giới, đặc biệt là đối với tình bạn khác giới nữa. Một khi đã vượt quá giới hạn thì không chỉ làm tổn thương người khác mà còn làm tổn thương chính mình nữa. Và đây cũng chính là thông điệp mà chương trình chia sẻ hôm nay muốn gửi đến quý vị. Xin được cảm ơn chia sẻ của cô Mai. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục chương trình với những lá thư của quý vị khán giả. Chương trình xin chuyển đến cô thư của khán giả nữ có tên là Ngọc Nam, có địa chỉ email là ngocnam89a@gmail.com. Thư viết như sau: chào chương trình, chào cô Mai. Chồng tôi có một người bạn rất là thân, chơi từ hồi cấp 3 nên chúng tôi rất là hợp nhau và cùng nhau kinh doanh. Dù nhiều người nói ra nói vào về mối quan hệ giữa chồng tôi và người bạn nữ ấy, nhưng tôi tin chồng nên không nghi ngờ gì cả. Một lần cô ấy còn nói với tôi, nếu đàn ông tự nhiên tốt với vợ là có nguy cơ ngoại tình. Lời nói của cô ấy khiến tôi chột dạ, vì gần đây tôi thấy chồng tôi lại đối xử tốt hơn với tôi. Những hành động lạ lùng của chồng khiến tôi sinh nghi và bắt đầu xem tin nhắn của anh ấy thì phát hiện ra hàng chục bức thư với lời lẽ yêu thương. Tôi yêu cầu chồng giải thích thì chồng cho rằng đó chỉ là trò đùa thôi. Nhưng từ ngày đó thì tôi để ý chồng nhiều hơn. Anh đi đâu lâu một chút là tôi gọi điện liên tục khiến cho chồng tôi lại khó chịu. Mọi chuyện cứ như vậy kéo dài khoảng 4 tháng thì tôi dằn vặt anh và cũng dằn vặt chính cả bản thân mình nữa. Cuối cùng thì anh đề nghị là ly hôn và vì tự ái nên là tôi cũng đồng ý. Thế nhưng chỉ 3 tháng sau ly hôn thì tôi nhận được thiệp hồng của chồng cũ và điều khiến tôi sốc đó chính là cô dâu lại là cô bạn thân của chồng. Giờ tôi chợt hiểu tất cả chỉ là cái bẫy mà cô ấy giăng ra để tôi ghen tuông khiến cho chồng tôi chán ghét tôi, tạo cơ hội cho cô ấy nhảy vào và cướp lấy hạnh phúc của tôi. Bây giờ tôi phải làm sao vì tôi đang rất là đau đớn, mong nhận được lời khuyên từ cô. Cảm ơn cô và chương trình. Hoàng Nga đọc lá thư này, Hoàng Nga có cảm xúc với cô? Cũng rõ ràng là rất là tội nghiệp cái chị. Dạ. Vì tin tưởng rồi xong lại là vì đẩy đưa câu chuyện rồi vì ghen tuông mà cũng không có biết cách xử lý như thế nào rồi cuối cùng là mất luôn cả gia đình. Đấy là một trong những cái điều đáng tiếc phải không ạ? Dạ vâng. Nhưng mà thật ra lại thấy may, nếu cứ kéo dài mãi như vậy đến khi con cái phức tạp hơn, mọi thứ nó rắc rối hơn thì như vậy nó sẽ như thế nào? Đôi khi ta nhìn thấy cái điểm tiêu cực của nó, ta thấy chán. Nhưng thật ra thì mình lại được giải thoát khỏi cái sự lừa dối. Bởi vì ở đây không phải là tình bạn thông thường, tình bạn khác phái thông thường,
như chúng ta nghĩ, mà người ta có mục đích. Lúc đầu có thể chỉ là bạn bè bình thường, nhưng Hoàng Nga thấy trong chương trình chúng ta cũng đã có rất nhiều cái trường hợp là khi thấy vợ chồng bạn hạnh phúc quá thì người ta lại có những cái suy nghĩ toan tính nó hơi khác thường một tí. Thế thì rõ ràng ở đây đó, không phải mình lấy trường hợp để mình áp đặt cho tất cả các trường hợp khác, nhưng đây là một cái trường hợp buồn nhưng mà cũng không đáng bi quan. Bởi vì như vậy là họ đã có toan tính với nhau rồi, họ đi từng bước một, bạn bè thôi, rồi sau đó thì tạo cái mâu thuẫn và cuối cùng là cắt đứt, và để rồi họ đến với nhau. Thì như vậy mình thất vọng, mình buồn, nhưng mà cuộc đời còn có nhiều người tốt dành cho mình. Cho nên em gái ạ, có lẽ là đau khổ, có lẽ là bị khủng hoảng vì mình cảm giác mình tin lầm người, tin bạn, tin chồng. Nhưng mà rõ ràng nó kết thúc sớm hơn, thì như vậy cái trả giá cho cái nỗi đau, sự thất vọng nó cũng sớm, còn hơn là chúng ta kéo dài. Vấn đề quan trọng ở đây đó là cũng đừng vì vậy mà em bi quan rằng tất cả những người mà quen nhau khác giới đều có những cái ý định không tốt, mà là ở đây là do mỗi người chọn lựa cách sống của mình. Thôi thì nếu họ hợp duyên với nhau thì chúng ta đằng nào cũng đã chia tay rồi, chúc phúc cho họ. Chỉ mong rằng họ sẽ mãi mãi giữ được hạnh phúc mà họ chọn. Còn đối với em thì cô vẫn nghĩ rằng cuộc đời này sẽ dành cho em những người phù hợp hơn, tốt hơn sẽ đến với em. Cái quan trọng nhất là mình luôn luôn sống nghiêm túc, luôn luôn hiểu cái giá trị của tình yêu, để chúng ta không có làm cái điều gì mà phải thẹn với lương tâm. Chúc em sớm được bình an và sáng suốt trong lựa chọn của mình trong tương lai. Cảm ơn chia sẻ của cô Mai. Và bạn thân mến, Hoàng Nga cùng với chương trình cũng rất là cảm thông chia sẻ với câu chuyện gia đình buồn của bạn. Tuy nhiên với những phần gợi mở vừa rồi của cô Mai thì Hoàng Nga cũng hy vọng là bạn sẽ sớm vượt qua nỗi buồn này và chúng ta sẽ tiếp tục có một cuộc sống mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến chào bạn. Tiếp theo xin chuyển đến cô Mai thư của một khán giả tên là Trần Quang Tiến, ngụ tại tỉnh Lâm Đồng. Thư viết: chào chương trình, chào cô Mai. Cháu và bạn gái quen nhau được 3 năm. Bạn gái cháu là người hòa đồng, vui vẻ và có nhiều mối quan hệ. Thế nhưng gần đây cháu không yên tâm lắm về mối quan hệ của cô ấy với người bạn thân lâu năm khác giới. Cháu thấy cô ấy cứ hay khen người bạn đó nức nở mỗi lần đi chơi cùng với cháu. Mọi chuyện riêng tư gì của hai đứa thì cô ấy cũng đều tâm sự hết với người bạn kia. Khi cãi nhau thì cô ấy lại đến chỗ người bạn ấy tâm sự, có khi còn ngủ lại nữa. Đôi khi cháu là người yêu của cô ấy nhưng lại bị đối xử không bằng cách mà cô ấy đối xử với người bạn kia. Có lần cháu ghen lên và trách cô ấy thì cô ấy lại cho rằng cháu ghen tuông vô cớ, vớ vẩn, vì cô ấy và người bạn kia lớn lên cùng với nhau, biết và hiểu về nhau rất rõ, nên giữa họ chỉ là những người bạn gần như là tri kỷ và không thể yêu nhau được. Nếu yêu nhau thì họ đã yêu từ lâu rồi, không đợi đến ngày hôm nay nữa. Tuy nhiên cháu vẫn không tin lời giải thích của cô ấy. Bây giờ lòng cháu đầy hoài nghi, không biết là liệu sau này thì họ có thể phản bội lại cháu hay không, họ có đơn thuần là những người bạn với nhau hay không. Cháu đang thực sự rất là băn khoăn, bối rối, mong vài lời tư vấn từ cô Mai và từ chương trình. Xin cảm ơn cô Mai. Hoàng Nga thấy rằng đây là một trường hợp khác. Nhưng mà tôi lưu ý một cái điều, đó là khi mà giận người yêu thì có thể đến nhà bạn của mình để ngủ. Thì không biết bạn mình ở độc thân hay là ở với gia đình. Nếu mà bạn mình ở với gia đình thì còn dễ hiểu, chứ nếu mà bạn ấy mà là ở một mình mà mình tới mình ở thì chơi dỗ như thế nào thì thấy là trong cái chuẩn mực nó không có. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta yêu nhau thì Hoàng Nga thấy rằng các bạn ấy bao giờ cũng giữ riêng cho mình những cái bí mật, cái gọi là câu chuyện của hai người. Nhưng mà nói chuyện tới 3-4 người thì nó không còn là cái gì là thi viện cả. Cho nên có thể là người bạn gái này người ta khá là hồn nhiên, nhưng mà cũng có thể là có những cái mình cần phải có một cái sự gọi là chia sẻ để mà mình có thể giúp nhau gọi là hoàn thiện đó. Vâng. Thế thì cô thấy rằng là cháu đã có những cái suy nghĩ về cái mối quan hệ giữa cháu và người yêu, tức có nghĩa không phải nó chỉ mới là một lần mà chắc là khá nhiều lần. Và đấy, cô đang muốn cháu làm sáng tỏ cái việc là bạn ấy đến, bạn ấy giận cháu thì bạn đến nhà người bạn trai ngủ, nhưng mà gia đình bạn trai có đông đủ mọi người không?
hay là chỉ có bạn ấy thôi, thì cái chuyện nó lại là khác rồi. Nhưng cái thứ hai nữa là hai người yêu nhau thì phải có những cái quy ước, những chuyện chỉ có hai người biết, để sau này trở thành vợ chồng cũng chỉ có vợ chồng biết mà thôi. Thì cách tốt nhất mà cũng là cách gợi ý nữa, cháu có thể mời bạn xem lại chương trình của mình. Vì những cái khoảng cách, những cái chuẩn mực trong giao tiếp với người khác phái thì cô cũng có gợi ý ra rồi. Đây là một cách nhẹ nhàng nhất, chúng ta cùng xem chương trình. Và như vậy, nếu thực sự bạn gái cháu là người vô tư, hồn nhiên, thì cô ấy sẽ xin lỗi và cô ấy sẽ thay đổi thôi. Tại vì người ta không cố tình làm như vậy. Có những điều người ta chưa biết, mà người ta chưa biết thì ta không có tội. Vấn đề quan trọng ở đây là mình giúp người yêu của mình nhận thức ra vấn đề. Và nếu nhận thức ra vấn đề rồi và mình thống nhất với nhau những cái quy ước khi còn là người yêu, để rồi sau này khi là vợ chồng thì chúng ta sẽ tổ chức cuộc sống như thế nào, thì tất cả những cái này đều phải học. Và tất cả những cái này các cháu phải trao đổi với nhau, bàn bạc thảo luận với nhau. Đó là tình yêu của người trưởng thành. Cho nên hy vọng rằng đây cũng là một cái sự thử thách, một cái lắc nhẹ thôi, để cho mình cùng nhau tìm tiếng nói chung trước khi chúng ta bước vào cuộc sống hôn nhân. Cuộc sống hôn nhân nó đòi hỏi chúng ta có nhiều thứ phải lo lắm. Cho nên đây nó chỉ là một cái chút xíu thôi. Chúng ta cảm thấy chưa thống nhất, chúng ta chưa yên tâm. Tình yêu hãy bắt đầu bằng sự chân thành. Cô muốn nhắc cháu như thế. Bởi vì chúng ta chân thành chia sẻ với nhau thì cô ấy sẽ thấy được cái sự bao dung, cái sự độ lượng của mình. Và biết đâu chừng khi mà cô xem chương trình xong, cô lại cười một cách rất là thoải mái, là tại vì cô không nghĩ là như thế. Và có cái chuyện đó, chuyện đâu quan trọng đâu. Chơi với nhau từ nhỏ mà. Cô nói rồi đó, lấy rồi, đâu phải bây giờ. Thành ra là cô thấy rằng hình như ở đây cũng có một vài cái điều chúng ta cần phải giúp nhau cùng lớn lên, cùng trưởng thành hơn, để chúng ta đưa ra một quyết định chín chắn, đó là có về chung một nhà hay không. Chúc cho hạnh phúc. Cảm ơn chia sẻ của cô Mai. Và hy vọng rằng là qua chia sẻ vừa rồi của cô Mai thì bạn cùng với bạn gái của mình sẽ có tiếng nói chung, là chúng ta cùng nhau chia sẻ với nhau để hiểu nhau hơn, vun đắp tình yêu của mình để sẽ có được kết quả tốt đẹp nhất. Thân mến chào bạn. Và thưa quý vị, phần tư vấn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chia sẻ kỳ này. Để chương trình ngày có một ý nghĩa thiết thực hơn thì mong nhận được ý kiến góp ý của quý vị và các bạn. Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ chương trình chia sẻ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 564 đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hộp thư thoại số 02543717733. Hoặc địa chỉ email là chuyên đề brt2016a@gmail.com. Hoàng Anh xin được cảm ơn cô Mai đã cùng cộng tác với chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.